Chiều ngày 18 tháng 7, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Giang năm 2023. Đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Trên cơ sở nhiệm vụ diễn tập, đầy chủ động triển khai công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ theo đúng kế hoạch đề ra, Đến nay, các cơ quan ban ngành của thành phố đã từng bước xây dựng hệ thống văn kiện của cơ quan đơn vị phục vụ diễn tập theo quy định. Ban chỉ đạo đã tham mưu cho thường trực thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố làm việc với thủ trưởng các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trinh sát thực địa, xác định các khu vực dự kiến diễn tập, các hạng mục công trình cần phải xây dựng. Hiện đã xác định xong vị trí huấn luyện và thực hành diễn tập vận hành cơ chế và thực binh. Tại hội nghị, các đồng chí trưởng các tiểu ban diễn tập khu vực phòng thủ và các phường xã có liên quan đến công tác diễn tập đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đề xuất kiến nghị các nội dung góp phần hoàn thiện công tác chuẩn bị diễn tập. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trường Ban Chỉ đạo đã ghi nhận sự cố gắng của Thường trực Ban Chỉ đạo, các tiểu ban diễn tập và các phường xã tham gia công tác diễn tập. Đồng chí nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023 là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo không được lơ là, chủ quan, nắm chắc nhiệm vụ được phân công đồng chí đề nghị các đồng chí trưởng tiểu ban họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xác định thời gian hoàn thành. Đối với cơ quan thường trực sớm tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể phục vụ diễn tập, việc xây dựng khu chỉ huy diễn tập xong trước ngày 30 tháng 8, công an thành phố xây dựng kịch bản xử lý tình huống A2 xong trước ngày 3 tháng 8.